Thưa quý vị, dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 năm nay, thị trường đồ chơi, quà tặng cho các bé lại trở nên nhộn nhịp, phong phú với đủ chủng loại và màu sắc. Bên cạnh những mặt hàng truyền thống, các cơ sở kinh doanh cũng liên tục cập nhật nhiều mô hình, đồ chơi thông minh, đồ chơi nghệ thuật, phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng. Thường trùng với thời gian đầu của kỳ nghỉ hè, quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là dịp để các em nhỏ nhận nhiều món quà đặc biệt từ phụ huynh như phần thưởng sau một thời gian học tập chăm chỉ. Nhu cầu mua sắm các mặt hàng đồ chơi dành cho trẻ em cũng vì thế mà có xu hướng gia tăng. Ghi nhận tại các siêu thị, nhà sách trên địa bàn thành phố, đa dạng các mặt hàng đồ chơi bắt mắt đã được trưng bày trên khắp các quầy kệ, thu hút sự quan tâm của các em nhỏ. Ngoài những sản phẩm quen thuộc như búp bê, xe điều khiển, các mô hình lắp ráp đồ chơi trí tuệ cũng được các bậc phụ huynh lựa chọn nhằm nâng cao năng lực tư duy, tăng cường sự phát triển toàn diện của trẻ. Được biết mức giá của các mặt hàng đồ chơi trẻ em sẽ dao động tùy theo kích thước, chất liệu, nguồn gốc, xuất xứ. Theo đó, các bộ đồ chơi ghép hình Lego có giá trung bình từ 150 đến 500 nghìn đồng. Một sản phẩm thú bông, mô hình các nhân vật phim hoạt hình có giá dao động từ 100 đến gần 400 nghìn đồng một sản phẩm tùy kích thước. Các sản phẩm đồ chơi là một trong những hàng hóa, nhóm hàng hóa quan trọng của Fasa, chiếm tỷ trọng doanh thu cao và luôn có sự tăng trưởng. Mặc dù năm nay tình hình kinh tế sức khó khăn, sức mua giảm, nhưng mà doanh thu nhóm hàng đồ chơi của Fasa vẫn có sự tăng trưởng tốt. Để chuẩn bị cho ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và một cái mùa hè cho các bé được thư giãn, được vui chơi, thì ngoài cái việc chuẩn bị hàng hóa đầy đủ phong phú, chúng tôi còn tổ chức tại các nhà sách có những cái chương trình trải nghiệm workshop cho các bé trải nghiệm các cái sản phẩm đồ chơi, giúp cho các bé phát triển các kỹ năng mềm và phát triển trí tuệ. Đặc biệt, thị trường đồ chơi dịp 1 tháng 6 năm nay trở nên nhộn nhịp với các sản phẩm đồ chơi nghệ thuật. Việc sưu tầm các mô hình đồ chơi này đang dần phổ biến và trở thành thú vui mới của giới trẻ trong thời gian gần đây. Chính vì lẽ đó, các cơ sở kinh doanh cũng đã liên tục cập nhật những phiên bản đồ chơi mới lạ, từ hiếm đến siêu hiếm nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng, đặc biệt là trong dịp Tết thiếu nhi. Là những dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 này á, thì hiện tại thì cái mô hình đồ chơi Actoy với lại Playbox á, hiện tại rất là đang sôi nổi và rất là đa dạng. Có rất nhiều là nhân vật để cho các bé hoặc là những cái bạn trẻ có thể lựa chọn theo sở thích của mình. Giá cả sẽ dao động tùy theo nhân vật hoặc là theo cái độ hot của bé hoặc là những cái mô hình to nhỏ khác nhau. Thường các dao động bé nhỏ thì sẽ tầm từ 90, 60 hoặc là 100, còn những cái bé mà lớn hơn một xíu thì sẽ là tầm 280 tới 350 tùy do nhân vật. Còn những cái bé mà đang hot hit hoặc là những cái hàng hiếm thì giá sẽ tầm 1 triệu trở lên. Trước sự phong phú của các mặt hàng đồ chơi dành cho thiếu nhi nhân dịp 1 tháng 6, các bạn nhỏ và phụ huynh có thể lựa chọn được những sản phẩm phù hợp, hữu ích cho sự phát triển của các em. Đây cũng là dịp để các cơ sở sản xuất kinh doanh có thêm thu nhập khi thị trường đồ chơi trở nên nhộn nhịp.